Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh,
gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng bảo, xin Tăng bảo ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại tại đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chào sa thú chúng Phật, đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Bài học giáo trình phần ngữ Pali do tỳ kheo Giác Đẳng biên soạn bài 12 kinh văn lời nói của Đức Như Lai. Học phản ngữ động từ thì hiện tại sẽ được Ngài Tể Siêu giảng giải. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Tể Siêu từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, ngài nghe được âm thanh con, ngài cho con xin một tín hiệu, con kính dâng mic đến ngài ạ. Xin quý vị cũng nghe được chúng ta nói. Dạ xin cảm ơn quý vị. Mai mốt chúng ta biết khi vào rừng rừng phải hỏi quý vị trước, bởi vì có đôi khi chúng tôi đưa tay mà chúng tôi quên cả mic, cho nên phải hỏi trước có nghe rõ không. Dạ xin cảm ơn quý vị. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức. Kính chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học giáo trình Pali cũng gồm có hai phần. Cái phần đầu là bài đọc, và cái phần thứ hai là cái phần văn phạm. Như tuần trước thì chúng tôi có nói là phần văn phạm bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, để chúng ta tiếp thượng tọa Lực Đẳng để soạn cái phần văn phạm, và chúng tôi sẽ giảng giải theo đó, không có trích dẫn ở trong cái sản phẩm vì ở trong Bali Hành Thủ soạn cho người tự học thì họ muốn đọc sao thì đọc, đọc sáng, đọc trưa, đọc chiều cũng được, họ muốn luyện như thế nào thì họ luyện, và họ
tự nghiên cứu. Không phải do đó, nếu mà đem ra để trình bày để dạy ở đây thì quý vị không theo dõi kịp, cái thời lượng của chúng ta chỉ ít thôi. Cho nên chúng tôi chịu khó biên soạn từng chút, và chúng tôi sẽ ghi nhớ, chúng tôi sẽ lưu lại ở trong một cái, chúng tôi sẽ nốt lại ở trong một cái quyển nháp để cho bài học liên tục. Và sau khi giảng giải xong về lý thuyết thì chúng ta sẽ có cái phần thực hành. Cái phần thực hành thì chúng ta có đưa ra những câu bài tập, và những câu bài tập đó văn phạm và từ vựng thì nó nằm ở trong cái phần văn phạm mà chúng ta mới vừa học. Cho nên khi mà đưa lên cái câu một thì các Phật tử chúng ta dựa vào cái phần lý thuyết văn phạm mà chúng ta vừa học đó để chúng ta tập dịch ra tiếng Việt. Trong cái những buổi đầu tiên này là chúng tôi hướng cho quý vị tập dịch ra tiếng Việt. Quý vị chưa có phải nhập để xếp đặt văn phạm dịch Việt từ Việt ra Bali. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhớ rằng là nếu mà chúng ta muốn luyện văn phạm, luyện văn phạm Bali là quý vị phải từ tiếng Việt mà chúng ta dịch ra Bali. Lúc đó chúng tôi sẽ kiểm tra. Thí dụ như trong câu nói Đức Phật thuyết pháp thì quý vị biết rõ cái từ Buddha là Đức Phật, Dhamma là giáo pháp, và Sati là thuyết hay nói. Thì theo Pali thì ba đơn vị cú pháp này, trong câu đó chữ Đức Phật là chủ ngữ, và do vậy cái chữ Buddha phải chia theo chủ cách. Cái chữ trong cái câu đó Đức Phật thuyết pháp thì chữ pháp đó ở trong tiếng Pali đó thưa quý vị, tục từ thường được đặt ở phía trước động từ chứ không phải đặt phía sau động từ. Ở trong tiếng Việt của chúng ta thì chữ thuyết đặt ở phía trước cái chữ pháp, nhưng mà ở đây thì cái chữ Dhamma sẽ đặt ở phía trước chữ pháp sanh tiết và vật. Rồi chúng ta thấy cái chữ Dhamma là giáo pháp, và trong câu này Dhamma phải chia theo đối cách thì chúng ta mới chia là tham năng. Và chữ phút thô cái danh từ này, danh từ chỉ sự vật hay nhân vật, tất cả những danh từ sự vật hay nhân vật đều được xếp vào cái ngôi thứ ba cả, tức là người được nói đến,
thì chúng ta sẽ sắp đặt thành chữ Puthu Thammang Phasati, dịch là Đức Phật thuyết pháp. Thì khi mà quý vị làm quen như vậy đó, thì dần dà có những cái câu dài với những cái tự loại cú pháp, tự loại câu phạm chúng ta sẽ học thêm. Thì quý vị sẽ rành về văn phạm. Còn bây giờ trước tiên thì chúng ta sẽ học, chúng ta sẽ làm bài tập với cái câu tiếng Việt, câu tiếng Bali, y cứ vào đó mà chúng ta dịch ra. Tiếng Việt thì nó đơn giản thôi quý vị. Bài học đầu tiên thì đơn giản. Bây giờ ngày hôm nay chúng ta sẽ học văn phạm chỉ với hai mục. Cái mục đầu tiên là động từ thì hiện tại. Cái này thì lúc trước đã có học qua rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta hãy hệ thống lại. Bắt đầu chúng ta hệ thống lại để chúng ta đi dần dần. Động từ thì hiện tại, chúng ta lấy thí dụ là một cái động từ tư, động từ cơ bản là chắc là đi. Chắc là đi. Thì bây giờ động từ chia cho ngôi thứ ba thì chúng ta có từ charati và chủ ngữ ngôi thứ ba là so charati hoặc là sa charati, nó đi hoặc anh ấy đi, chị ấy đi. Tê cha rằng thế, xin sư tự trên quan hỷ sửa lại dùm cho cái chữ này chúng tôi không có kiểm tra được. Cái chữ tê cha rằng thế, cha rằng thế. Đây. Sao hôm nào cũng trắc gì nữa. Tê cha ra tí chứ không phải là tê cha ra tí, vì nó số nhiều, số nhiều cha ra tí. Dạ đúng là số cha ra tí, tê cha ra tí. Còn ngôi thứ hai đó thì toàn charasi. Sao chúng tôi không có kiểm tra lại cái sư đánh lại dùm cái chữ không được. Sao vậy? Toàn cha ra sĩ. Khi nào mà sư tôi đưa cái cuốn tập mà sư đánh chữ sư kiểm tra lại dùm chính tả. Toàn cha ra sĩ tâm hê cha ra thá là ngôi thứ hai. Ngôi thứ nhất là ahang charami mayang charama. Bây giờ cái điểm mà chúng ta lưu ý như thế này, ở trong sách
sách văn phẩm Pali đó, từ xưa đến bây giờ ngôn thứ nhất, tức là để chỉ cho mình, chỉ cho bản thân, cho bản thân mình, thì được đặt ở sau cùng. Ngôi thứ hai đặt giữa, và ngôi thứ ba nêu lên đầu tiên. Vì vậy cho nên trong từ điển, từ điển động từ, từ bao giờ cái động từ cũng ở ngôi thứ ba số ít cả. Cho nên nếu mà chúng ta đổi lại cái ngôi thứ nhất, giống như trong tiếng Anh hay tiếng Pháp đó, thì ngôi thứ nhất, thứ hai, I am, we are, từ ngôi thứ nhất. Cho nên ở đây cái ngôi thứ nhất, ngôi thứ ba chúng ta đặt trước ngôi thứ hai, ngôi thứ nhất, nhưng mà ý nghĩa cũng giống, bởi vì ngôi thứ ba là chỉ cho người vắng mặt. Chủ ngữ của ngôi thứ ba nếu là nam tánh thì là so, anh ấy. Nếu là nữ tánh là cô, là xa, là cô ấy. Giống như trong tiếng Anh mà he, she vậy. Và ở trong tiếng Anh ngôi thứ, chủ ngữ ngôi thứ ba số nhiều thì xài chung, chứ không có phân biệt nam nữ đây thôi. Còn trong cái tiếng Bali, tiếng Phạn, thì nếu như ngôi thứ ba số nhiều mà thuộc nam tánh thì là tê, các anh ấy. Còn nữ tánh số nhiều, chủ ngữ số nhiều ngôi thứ ba đó thì là ta, ta vô. Cho nên hỷ, và ngoài ra tất cả danh từ sự vật làm chủ từ của câu đều được kể là ngôi thứ ba hết. Thí dụ như chữ phi không cha ra tí là vị tỳ kheo đi, phi không vua cha ra tí là các tỳ kheo đi, vân vân. Thay vì nói sô cha ra tí hay là tê cha ra tí, cha ra tí, thì ở đây phi khúc cha ra tí, phi khẩu ngu cha ra tí là ngôi thứ ba. Còn cái ngôi thứ hai đó gọi là mắt mắt bồ tát, ngôi thứ hai là để chỉ cho cái người đối diện. Và chủ ngữ của câu, chủ ngữ của ngôi thứ hai thì không thể là một danh từ sự vật mà chỉ là nhân xưng đại danh từ. Anh, ngươi, mày, chúng ta muốn dịch nghĩa sao tùy. Và chủ ngữ ngôi thứ hai rất nhiều là tâm hê, các anh, các ngươi, chúng mày, vân vân. Thí dụ như thoang cha ra si, anh đi, tâm hê cha ra tháp là các anh đi. Còn cái ngôi thứ nhất, ngôi thứ nhất của đất, của động từ là chỉ cho chính mình. Và chủ ngữ ngôi thứ nhất này cũng không phải là danh từ sự vật mà
đó là cái nhân xưng đại danh từ à hai tôi mai dân chúng tôi, và chúng ta tùy theo ngữ cảnh mà chữ a hăng chúng ta dịch tôi ta tao cái gì cũng được á. Rồi mấy dân là chúng tôi hay là chúng ta cái gì đó, chúng ta muốn xài chữ nào nghĩ sao ngồi thứ nhất thôi, nghĩ sao chỉ cho bản thân. Thí dụ như a hăng cha ra biết là tôi đi, mấy dân cha ra mát là chúng tôi đi. Thì hôm nay cho quý vị học một số từ, một số động từ thông thường, từ vựng động từ thông thường. Động từ thông thường có nghĩa là những động từ như tín tha tí là đứng, hãy có đi thì có đứng, chúng ta phải tín tha tí là đứng, đi bách cha tí là nằm, đi si đa tí là ngồi, bách sa tí là thấy, xuất na tí là nghe, khai cha tí là ngửi, xa nhất tí là nếm, phu sa tí là đụng chạm, quan ta tí là nấu. Ở đây thưa quý vị, ở trong cái nhưng mà mình đang bước đi, cái người khác họ đi đến, họ đụng vào mình, thì mình là người bị đụng, thì phút sa tí. Nó thuộc đụng thể, thì phút sa tí. Cho nên chúng ta cần phải phân biệt cái chỗ đó. Thì phút sa tí bị đụng. Rồi bây giờ quán đá tí là nấu, hát sá tí là cười, rồi đá tí là khóc, khà đá tí là ăn, đi quán tí là uống, kỳ lá tí là chơi đùa. Thì những cái động từ thông thường là đi đứng nằm ngồi, thấy nghe ngửi đếm đụng, nói cười khóc ăn uống cười chơi đùa, thì trước hết là chúng ta học những cái từ đó rất là thông thường. Chúng tôi quý vị đừng có ngạc nhiên là tại sao học Pali mà không lấy cái từ Phật pháp. Có nhiều người họ tỏ vẻ ra họ khôn ngoan mà nói vậy đó. Cũng như khi mà chúng tôi đi dạy chữ Pali ở trong học viện đó, thì cái giáo trình ở Tích Lan các vị đã soạn sao thì nghe đi, các vị lại tỏ ra là không hài lòng, ăn đi xin đơn tỏ ra không hài lòng, nói cái gì mà vô học Phật pháp đó, mà học chữ Bali nào là con cọp sống ở rừng, con khỉ ngồi trên cây, hay là con sư tử giết con nai chẳng hạn. Những người đó họ tỏ vẻ họ rất là khôn ngoan, nhưng mà không phải. Chuẩn bị chỗ nào chúng ta học Phật học thì chuyên từ Phật học, còn cái chỗ nào chúng ta đang học từ ngữ, đang học ngôn ngữ, thì chữ gì chúng ta cũng phải học, mà cái những chữ đơn giản chúng ta phải học trước. Ở đây chúng ta nhắc như vậy để ở trong rừng đó, trong lớp của chúng ta mà có những ai mà có ý muốn sửa đó, thì làm ơn chúng ta đừng có học. Ở đây trở lại vấn đề thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến một nhóm động từ này còn nhiều lắm thưa quý vị, động từ tiếng Pali mà chúng ta muốn có đủ cái vốn liếng để chúng ta xài đó, thì ít nhất là chúng ta cũng phải có 3.000 động từ. Lấy đó là năng động thể, thủ động thể, hay là thể sai bảo,
chúng ta phải có những cái động từ để sau này chúng ta sẽ học. Còn bây giờ chúng ta học giống như thế này để chúng ta áp dụng cái cách chia động từ thì hiện tại thôi. Động từ thì hiện tại, thí dụ như đứng, hễ nó đứng thì xô cho tít thành tít, chúng nó đứng là tê tít thành tít. Người đứng hay là anh đứng thì là toan tít thành xít, các anh đứng là tâm hê tít thành tháp, tôi đứng a hăng tít thàng đi, chúng tôi đứng mấy nhâm tít thàng á, vân vân. Chúng ta sẽ áp dụng nó chỉ là thông thường thôi. Chúng ta phải làm sao đó thì hiện tại người ở ba ngôi chúng ta xài cho dùng nhỉ, thì như vậy chúng ta dần dần chúng ta sẽ đi qua đến các cái động từ thì bị lai hay là thì quá khứ. Ở đây chúng ta chỉ nói sơ qua chứ nếu mà nói nhiều quá thì quý vị sẽ cảm thấy khó. Rồi bây giờ hôm nay thì danh từ chúng ta học về danh từ, chúng ta trong 8 ngữ cách danh từ chúng ta chỉ học một là chủ cách của danh từ Patamavibhakti, là tập cho quý vị làm quen với cái danh từ chia theo chủ cách. Nhưng mà danh từ ở đây là danh từ năm tính trước, nam tính thì ngữ ác, nam tính từ ngữ ý, hay là tận cùng cái danh từ tận cùng ác như là chữ Bố Thí, Đức Phật, Tham Ma là giáo pháp, Sanh Khắc là tăng chúng, Phu Ba La là Đức Vua, Vihara là tịnh xá hay tịnh thất, Gama là sớm là, Gha là nhà, Kumara sự tự trì, chữ Kumara, chữ Ma, trường âm, sự đánh lại dùng cái chữ đó, chữ Kumara. Dạ. Chora là kẻ trộm, Guna là con bò. Thì những từ đó được gọi là danh từ năm tánh những người ác. Những danh từ này chia theo chủ cách số ít là ô, thay thế chữ ô, thí dụ như ghi hát thành ghi hô, ngôi nhà. Còn số nhiều là a, chữ ghi hát chúng ta đổi thành ghi ha, ghi hô ghi ha là ngôi nhà hoặc là những ngôi nhà. Bây giờ chúng ta học một số danh từ nam tánh vị ngữ ý, tức là tận cùng bằng nguyên âm ý, như là ý sĩ, đạo sĩ. Ác ý là ngọn lửa, ác ý là núi, ác ý là kẻ thù, ác sĩ là lửa gương, gáp ý là con khỉ, gáp ý là gia chủ, và tí là ông chủ, gớm ý là mặt trời, giáp ý là cây gậy, bàn ý là bàn tay, đi ý là con báo. Thì những danh từ mà tận cùng, những danh từ nam tánh tận cùng bằng vị ngữ ý đó, thì chúng ta chia số ít là ý, như là chữ ý xí cũng vẫn để nguyên vậy. Và số nhiều chủ cách ý thì y a vô hai chữ, như ý xí là những ẩn sĩ, những đạo sĩ. Isayo là những đầu, những ẩn sĩ. Thì chị, hôm nay chúng ta học văn phạm chỉ có nhiêu đó thôi. Còn bây giờ bài tập
Sư tuệ tri đến dùng cho cái chữ cái bài tập câu số 1 Isayo Sunanti. Isayo Sunanti. Khi mà các Phật tử chúng ta thấy cái câu đó, đó quý vị post lên bảng và cảm ơn của Nhật Bình. Chúng ta dịch cái câu ra tiếng Việt. Vị nào nhanh tay dịch ra dùm câu tiếng Việt Isayo Sunanti. Ý xí là gì? Sunanti là gì? Cái nghĩa của nó Isayo là chủ cách số nhiều của danh từ ý xí và những đạo sĩ đang nghe. Dạ đúng rồi. Dạ cảm ơn trợ phụ. Số đăng tí là ngôi thứ ba số nhiều. Câu hai Phu Ba Lô Lý Sĩ Đá Tí. Phu Ba Lô Lý Sĩ Đá Tí. Cô Nhật Bình đánh dụng câu số 2 Phu Ba Lô Lý Sĩ Đá Tí. Rồi bị nào dịch dùm cái câu bài tập này nghĩa là gì? Phu Ba Lá. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Bây giờ là được ba học viên làm bài rồi. Vị vua đang ngồi, đức vua đang ngồi. Phu Ba Lá là danh từ năm tánh vị vua Á. Chủ cách số bệnh là Ô Phu Ba Lô. Ni Si Đa Tí là động từ ngôi thứ ba số ít. Cho nên Phu Ba Lô Lý Sĩ Đa Tí là đức vua đang ngồi. Câu thứ ba Cập Bí Khà Đa Tí. Cập Bí Khà Đa Tí. Quý vị hãy xem lại cái từ vựng ở trên. Cập Bí là gì? Danh từ nam tánh được ngữ ý. Rồi khai giới tiết là một động từ. Quý vị xem trong cái số, trong nhóm từ ngữ về các động từ, chữ khai giới tiết không phải. Chữ khai giới tiết ở đây là đang ngửi, con khỉ đang ngửi. Chữ kha đá tí mới là đang ăn. Chúng ta nhớ kha đá tí là đang ăn, còn khai giới tiết là đang ngửi. Còn thì đang ngửi. Câu số 4 Kumara Khadanti. Ồ, sao vậy? Ồ, như vậy ở trong trong lớp của chúng ta các học viên không có bài hả?
cái chữ cái câu thứ tư là những cậu bé đang ăn, những cậu bé đang ăn. À, chúng ta chú ý như thế này, trong cái việc của chúng ta đã gọi là cậu, những cậu bé, những cô bé, thì cậu bé đương nhiên là con trai, cô bé là con gái. Cho nên là chúng ta cứ kumara kha đành tí, thì chúng ta dịch là những cậu bé đang ăn được, khỏi cậu bé trai, khỏi cậu bé trai. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái câu số 6, câu số 5. Tâm hề hát sạch thác. Tâm hề hát sạch thác. Chữ tâm hề nó không phải là một danh từ, mà nó là một nhân xưng đại danh từ đó. Quý vị xem ở cái phần chú thích của động từ thì quý vị sẽ biết chữ tâm hề đó nghĩa là gì. Còn động từ dạ, xin cảm ơn thực. Karen đang cười. Câu số 6, Ahang Viwami. Ahang cũng là nhân xưng đại danh từ rồi. Thứ nhất, do đó động từ viết vô ký chúng ta chia vào thứ nhất số ít. Vị nào dịch trợ khúc dịch dùng cái chữ cái câu a hàng biết bà biết tôi đang uống. Thoang rô đa xí. Số 7, thoang rô đa xí. Ý nào dịch dùm chữ anh đang khóc. Dạ. Câu thứ 8, mây dân phát xà má. Mấy dân phát xa mát. Chúng tôi đang thấy. Dạ. Dạ. Như vậy thì qua 8 câu bài tập đó, thì các vị đã dịch rất là tốt. Tuy nhiên ở đây chúng tôi thấy có vấn đề là bởi vì khi mà chúng ta học ở trên rừng, nếu đã có một người nhanh tay họ dịch cái câu đó ra rồi thì các người khác không lẽ chúng ta dịch khác đi thì nó sai, mà nếu chúng ta dịch giống thì giống như là chúng ta copy, thành ra quý vị ngại, quý vị không có, quý vị không có dịch. Thế là ở trong rừng chỉ có một người dịch thôi. Do vậy ở trong lớp chúng ta sẽ không có giỏi được, sẽ không có giỏi được. Nếu sau này chúng tôi đề nghị thí dụ như hôm nào mà chúng tôi cho 10 câu bài tập thì câu thứ nhất trả khúc dịch xong rồi
đó. Câu thứ hai sẽ là một người khác chứ không phải là trợ phục nữa. Quý vị có hiểu ý chúng tôi nói không? Rồi, khi nào mà chúng ta hỏi đến ba lần mà không có ai dịch câu đó được thì lúc bây giờ trợ khúc hay là người nào đó sẽ dịch cái câu đó, dịch thêm cũng được. Nhưng mà mình dịch thêm, ví dụ trợ khúc đã dịch cái câu số 1 rồi, bây giờ mình còn phải chờ chừng nào câu số 2 mà không có ai dịch thì mình sẽ dịch lại quý vị. Thật ra đó, nói là nói như vậy nhưng mà chúng ta biết trong này chúng ta học để chơi vậy thôi, chứ còn học làm bài tập như thế này thì khó lắm quý vị, khó giỏi. Chúng tôi dạy ở lớp đó, ở trường lớp đó, ví dụ như có 20 câu bài tập, 10 câu dịch Việt ra Bali, 10 câu dịch Bali ra Việt, thì lúc đó sẽ có 4 người lên bảng. Một người câu 1A, 1B, một người 2A, 2B, người 3A, 3B, người 4A, 4B. Rồi 4 người đã dịch xong rồi, chúng tôi kiểm tra xong rồi thì tới 4 người khác lên bảng là 5, 6, 7, 8. Câu A cũng là Bali ra Việt, câu B cũng là Việt ra Bali. Và như vậy là trong lớp có bao nhiêu học viên thì sẽ có bao nhiêu câu bài tập. Rồi nếu như mà còn một hai người chưa có hết câu bài tập thì lúc đó chúng tôi sẽ cho một cái câu thực hành, câu sống. Chúng tôi lên bảng, chúng tôi viết ra cho rồi dịch. Chúng tôi dạy ở các trường Bali, chúng tôi dạy này. Thì xem như là các học viên ở trong lớp ai cũng phải có học lý thuyết và phải có thực hành hết. Còn ngày xưa thì chúng tôi dạy là chúng tôi cho cái giáo trình in ra cho các vị về nhà đó, về phòng. Khi mà nghĩ các vị sư ở trong chùa hay là các cư sĩ, học viên về nhà là làm ra, viết ra bài tập rồi đem đọc lên trên. Lúc đó là tự mình đã dịch, đã làm bài chứ không phải là chúng ta thấy người khác. Rồi chúng ta cứ ngại là nếu mà mình dịch cũng như vậy thì sợ e giống người ta quá, thấy giống như là copy ấy. Thì ở đây đó là chúng ta học như vậy. Và hôm nay thì chúng ta học văn phạm chỉ đến trường đó thôi. Chúng ta học văn phạm chỉ có trường đó thôi. Hôm nay thì trong cái bài đọc thêm của chúng ta, để trong cái buổi học phản ứng thì cái bài đọc thêm của chúng ta là một đoạn kinh văn được trích ở trong Trung Bộ Kinh. Bài kinh Vô Úy Vương Tử Ấp Phái Giác Ra Thích Cú Ma Ra. Thì ở trong sáu cái đoạn này đó, bữa nay chúng ta học tới sáu đoạn lận. Trong sáu đoạn này thì từ ngữ trùng nhau,
lần thứ nhất tôi ra chân của ma ra dân tật thai của tôi qua chân cha nà tí à phu tăng là tất chân à nắp thác sân sang dị tăng xa chắc bà rì sân ấp bì gia ấp bà nà bà nó tăng tật thai của tôi qua chân phà sà tí. Này vương tử, lời nói nào Như Lai biết không như thật, không như chân, không tương ứng với mục đích, và lời nói khiến những người khác không ưa không thích, thời Như Lai không nói như lại. Đó là cái lời dịch của Châu. Ở đây thì chúng ta phân tích ngữ nghĩa quý vị. Rajakumara là vương tử hay là hoàng tử, đúng rồi, dịch là hoàng tử, là con trai của vua, là đứa bé của vua, là hoàng tử. Tập hai là tô chủ chủ khách, chủ ngữ của câu lời Đức Như Lai là chỉ cho Đức Phật ngài ngài nói. Và quý vị thấy rõ ràng là khi mà Đức Phật ngài tự xưng là Như Lai Tật Thai Cà Tô thì đó là một danh từ. Tất nhiên dầu cho Đức Phật ngài nói, thay vì ngài nói này vương tử, ta không nói những lời ấy thì phải là Ahang Pha Sa Mi. Nhưng mà vì Đức Phật ngài dùng cái từ Tật Thai Cà Tô cho nên phải động từ phải là ngôi thứ ba, Tật Thai Cà Tô Qua Chăng Pha Sa Tí, Nặng Tăng Tật Thai Cà Tô Qua Chăng Pha Sa Tí, Như Lai không nói lời ấy. Thì quý vị thấy ở đây đó là ngoại trừ Toan Tâm Hê A Hăng Mà Dân, còn tất cả những danh từ sự vật nhân vật đều được xem là ngôi thứ ba hết. Động từ cha na tí cũng vậy, cha na tí là biết, cũng là ngôi thứ ba sửa. Và ở đây những qua chăng là lời nói, văn qua chăng là lời nói nào? Áp phu tăng áp tác chăng, chúng ta khỏi còn phải dịch dài dòng, không như thật không như chân, mà chúng ta nói là không đúng không thật, không đúng không thật. Tức là phi lý, tức là không đúng với chân lý. Anatthasanghitam ở đây dịch là không tương ứng với mục đích. Ở đây cái chữ này nó có nhiều nghĩa đó. Chữ Sanghitam có nghĩa là liên hệ, liên hệ đến. Và Anattha Sanghitam là không liên hệ đến mục đích. Mục đích ở đây là mục đích giải thoát. Hay là chúng ta dịch vậy cũng được, anh đã phát sanh tăng là không có lợi ích, không có lợi ích. Chữ ách thác cũng còn có nghĩa là lợi ích thôi quý vị. Sa pare sang apiya amma napa. Sa ở đây tức là qua chăng, qua chăng, qua chăng. Nó chia đối cách
Cho nên chữ xa là chữ cách, là đại từ, nó đại diện cho cái chữ nói ở phía trước, cho nên nó là một đại danh từ. Xa là lời nói ấy. Chứ ở chỗ chữ xa chỗ này chúng ta đừng dịch là cô ấy nha, quý vị đừng có dịch là cô ấy, mà phải xem ở trên văn qua chăng chàng nà tí, nghĩa là biết lời nói nào không đúng, không thật, không có lợi ích, và chắc là bà xa và lời nói ấy. Abhiya amanapa amanapa amanapa, tức là không có ưa, không thích, bari sang là đối với những người khác. Ở đây dịch xuông câu là lời nói ấy khiến những người khác không ưa, không thích. Thì khi mà dịch cái văn phong tiếng Việt thôi, thì chúng ta dịch như vậy được, lời nói ấy khiến những người khác không ưa, không thích. Nhưng mà ở đây nguyên câu tức là những, và lời nói ấy không đáng ưa, không đáng thích đối với những người khác. Dịch sắc văn nhưng mà nó hơi khó nghe, cái văn phòng nó không có phù hợp lắm đối với phần phòng tiếng Việt. Như mà vì chúng ta đang học tiếng Bali, cho nên quý vị trước nhất là chúng ta phải đi sát, rồi sau đó khi chúng ta giỏi rồi đó, chúng ta nhìn cái mạch văn của cái đoạn kinh chúng ta muốn dịch thoát cũng được, nhưng mà miễn sao chúng ta đừng có thoát ý quá thôi. Thoát văn thì được, nhưng mà thoát ý không nên. Nát tăng tà tha tà tô qua chăng phà sà tí. Nát phà sà tí là không đấu. Tăng qua chăng lời nói ấy. Cho nên chữ nát tăng tà tha tà tô qua chăng phà sà tí, tức là Như Lai không nói lời ấy. Cái đoạn thứ nhất nghĩa nghĩa thứ ấy. Cái đoạn thứ hai chúng ta kiểm nghiệm. Dâm bí tà tha tà tô qua chăng cha na tí phu tăng tách chăng à nát thái sanh sang dị tăng sa chấp bà rì sanh ấp yam amana pa tâm bí tà tha tà tô qua chăng na pha sa tí. Chúng ta chú ý ở chỗ trong câu này phía sau chữ dâm đó có thêm chữ bí, phía sau chữ tăng có thêm chữ bí. Chữ bí này nó có nghĩa cũng là thì ở đây chúng ta phải hiểu cái này nó trùng, nhưng mà nó khác nhau ở chỗ ở trên đó là lời nói là phu tăng là tách chăng là không đúng không thật, thì ở đây dâm biết tà tha tà tô qua chăng cha na tí Như Lai biết lời nói nào dù đúng dù thật, phu tăng tách chăng dù đúng dù thật, anh ác thách sanh tăng nhưng không lợi ích, nhưng không có lợi sa chấp pa đề sanh âm bi gia anh âm ma na pa tâm biết tà tha tà tô qua chăng na pha sa tí, và lời nói ấy không được ưa, không được thích của những người khác, đối với những người khác. Tâm biết tà tha tà tô, thời Như Lai cũng không nói lời ấy, Như Lai cũng không nói lời ấy. Chữ bí ở trong cái đoạn thứ hai đó nó cũng quan trọng lắm thưa quý vị.
chữ bí đó mà chúng ta bỏ đó thì chúng ta sẽ làm mất nghĩa đi. Ở trên đó, cái đoạn thứ nhất đó, thì cái lời nói không đúng không thật không lợi ích thì Như Lai không nói không thuyết thì đã đành đi. Nhưng mà ở dưới, dù Như Lai biết cái lời nói đó đúng thật với chân lý nhưng mà không có lợi ích. Lợi ích ở đây tức là không có thu gặp được phước báo hay là không có đưa đến sự giải thoát, thì như vậy Như Lai cũng không nói lời nói. Câu thứ ba, cái đoạn văn này chúng ta chú ý đoạn văn thứ ba đó, dây chặt khô và tha và tô qua chăng cha na tí khu tăng tách chăng át thất sang tăng sa pare sang áp gia amana pa tatra ca nên du tập tha và tô khu tí tách sa qua cha nhớ quay gia cần này. Thì ở đây cái đoạn này nữa, đoạn thứ ba này, Đức Như Lai, Như Lai biết rõ những lời nói nào mà thật đúng và có lợi. Và lời nói ấy dù không được những người khác ưa, không được những người khác thích tập rác, nhưng ở đây ca lanh vô tập thai và tô vô tí Như Lai biết đúng thời quay giờ thật này nhé, là để trình bày tát xa qua trà giá lời nói ấy, để trình bày lời nói có nghĩa là trong ba điều trên đó, những người khác không ưa không thích nghe những lời nói ấy, nhưng mà trong ba điều đó đó thì chúng sanh không ưa không thích cái lời nói không đúng với sự thật, không liên hệ đến lợi ích thì Như Lai không nói. Và cho dù cái lời nói đó có đúng với sự thật đi nữa nhưng không liên hệ đến lợi ích thì Như Lai cũng không nói. Chỉ có cái lời nói nào Như Lai biết đó là đúng với sự thật, và mặc dù người khác không ưa thích nghe, Như Lai biết thời để nói cái lời nói đó vì nó liên hệ đến mục đích, nó có lợi. Thì ba điều đó chúng ta đã nghe như vậy rồi. Đến cái đoạn thứ tư, dân tập thai của tôi qua chăng cha na tít phu tăng ảnh tất chăng ảnh nắp thách xăng tăng sa tư phê xăng bí gia mà nà phá nắp tăng tập thai của tôi qua chăng phá tít Như Lai biết lời nói nào không đúng không thật, không liên hệ lợi ích dù lời nói ấy đối với một người khác đáng ưa đáng thích,
Như Lai cũng không có không nói lời nói, Như Lai không nói lời nói. Cái điều này quý vị nhớ ba cái câu đầu, ba cái đoạn đầu là người khác không thích, không ưa nghe. Nhưng mà trong ba cái lời nói, chỉ có cái lời nói đúng với chân lý và liên hệ đến mục đích, liên hệ đến lợi ích thì Như Lai sẽ tùy thời mà nói. Còn ba cái điều sau đó là ba cái lời nói mà chúng sinh khác ưa thích nghe. Nhưng mà nếu cái lời nói nào mà nó không đúng với chân lý, cũng không liên hệ đến mục đích, tức là không có lợi ích giải thoát, dù cho người khác có ưa thích nghe, Như Lai cũng không thuyết lời đó. Ý nghĩa này thì quý vị bản dịch quý vị biết rồi, nhưng mà chúng tôi chỉ giải thích để cho làm sáng cho mình văn lên cho các vị học Pali biết thôi. Rồi cái điều quan trọng là chúng ta làm sao để chúng ta đọc cho được chút xíu nữa. Sẽ có bốn người đọc bốn đoạn này, sáu người đọc sáu đoạn này. Đoạn thứ năm: dân biết thật tha của tôi qua chân cha na tí phu tăng tay chân anát thác sang tăng sa chấp đề sang pi gia mana pa tâm biết thật tha của tôi qua chân na pha sĩ. Như Lai biết lời nói nào dù đúng sự thật nhưng không có lợi ích, và lời nói ấy sa chấp tri sanh piya manapa, và lời nói ấy là đáng ưa đáng thích đối với người khác, hay là người khác ưa thích. Tâm biết tịnh thai của tôi qua chân na pha sa tí, Như Lai cũng không nói lời nói ấy. Như Lai cũng không nói lời nói thì những từ ngữ đây nó dễ lắm thưa quý vị. Chữ piya là đáng yêu, đáng ưa. Manapa tức là đáng thích, nhưng mà ở trong tùy theo chỗ, chữ piya tức là khả ái, manapa khả ý, dịch theo mà thuần kinh điển đó thì piya manapa là khả ái khả ý. Chúng ta nghe cái từ đó ở trong kinh điển rất là nhiều, còn ở đây trong chỗ này chứ chúng ta dịch là đối với người khác cái lời nói đó không đáng ưa, không đáng ưa thích thì Như Lai cũng không nói lời nói đó. Và cái câu cuối cùng: danh chất thành thai là tô qua chăng cha na tiếp phu tăng tách chăng ánh tách sang hi tăng sa chấp đề sanh piya mana pa tatara ka layu tathagato hoti tassa vacaya vaya karanaya tăng kissa hetu. Cái câu hỏi thì chúng ta phải lên dần: tăng kissa hetu athi rajakumara tathagatassa satesu anukampati. Ở đây chúng ta có những cái từ mà mấy đoạn kia không có, bốn năm đoạn kia không có, tức là chữ Đức Phật ngài dạy chữ tâm kết sa hệ tú. Vì sao vậy? Đó là một cái câu hỏi mà chúng ta thường gặp: tâm kết sa hệ tú. (Cười)
chữ hê tú là nhân, tăng điều ấy do nhân gì? Nhưng mà nếu mà chúng ta nói điều ấy do nhân gì thì nghe nó không có hay mà nghe. Vì sao vậy? Thì ở đây Đức Phật Hòa Thượng trả lời: Rajakumara này vương tử, Tathagata đối với Như Lai, Atisatte su anukampa có lòng bi mẫn đối với các chúng sanh, hay là đối với các hữu tình, Như Lai có lòng thương tưởng đối với các hữu tình, thì cũng dễ thôi thưa quý vị. Về văn phạm thì chúng tôi cũng thường nói với quý vị là cái văn hệ Pali, nếu mà cái hệ chánh tạng là Pali Mula thì văn phạm nó dễ, và cái lời lời văn, cái mạch văn dễ dịch lắm. Qua đến cái hệ, cái thế hệ Athakatha Pali, tức là Pali mà chú giải đó, thì hơi khó hơn chút xíu. Đến Tika, tức là hậu chú giải thì hơi khó hơn Athakatha nữa. Mà đến chữ Mahatika là hậu hậu chú giải thì cũng khó. Cho đến Anuttika thì thôi, cái văn phong đó là hiện đại, làm cho chúng ta khó, khó dịch luôn. Còn bây giờ thì những cái đoạn kinh văn mà chúng ta được học ở đây, được đưa lên ở đây thì nó chỉ là cái hệ Pali gốc, Pali tịnh tạng thôi. Cho nên cũng không có gì khó. Ý nghĩa đó thì quý vị cũng biết rồi, chúng ta học ở trong Trung Bộ Kinh và cái bài kinh Vô Úy Vương Tử thì chúng ta đã có nghe giảng giải trình bày. Trong sáu cái lời nói chỉ có hai lời nói là Đức Phật Ngài biết thời mà Ngài nói. Một cái lời nói nào đúng với sự thật, đúng với chân lý và có lợi ích hay là liên hệ đến mục đích giải thoát thì lời nói đó Như Lai thường nói. Và nếu lời nói đúng với sự thật, liên hệ đến mục đích giải thoát và chúng sanh dù không ưa thích đi nữa, không ưa thích nghe, Như Lai cũng tùy thời mà nói. Vì sao vậy? Vì rằng Đức Như Lai có cái lòng thương tưởng đến loài hữu tình, tức là đến chúng sanh, vậy thôi. Còn những cái lời nói vô ích, không đúng với chân lý và vô ích, Như Lai không nói làm chi. Còn những lời nói mà vô, những lời nói đúng với sự thật nhưng mà vô ích thì Như Lai cũng không nói, dầu cho chúng sanh có ưa thích nghe hay là không ưa thích nghe thì cái chuyện đó Như Lai cũng không có ưa thích, không có nói. Ý nghĩa là như vậy. Bây giờ chúng ta hãy chú ý, chúng tôi đọc cho quý vị nghe một lần, sau đó Chư Tăng sẽ hướng dẫn cho quý vị đọc. Chúng tôi xin nghỉ.
Rajakumara, yang tak tahu atau wajang janati. Futang atas chang, anata sang tang, sa kebari sang abhiya, aman apa. Natang tak tahu atau wajang fasati. Yang biết tak tahu atau wajang janati. Futang atas chang, anata sang tang, sa kebari sang abhiya, aman na. Mắt na pa tâm biết tật thai của tôi qua chân na pha sự biết danh chấp phu tật thai của tôi qua chân cha na phu tăng tách chân át thất sanh hị tăng sa chấp bờ di sanh áp bị gia mắt na pa tật tra ca lây nhu tật thai của tôi phu tiếp tách sa qua cha và quê gia thật tài nhỉ danh tật thai của tôi qua chân cha na biết phụ ta tất chăng anh thất sanh hị tăng sa tu bồ đề sanh bi gia mana pa na tăng tất tha tu qua chăng pha sa ti dâm biết tất tha tu qua chăng cha na ti phụ tăng tất chăng anh thất sanh hị tăng sa tu bồ đề sanh bi gia mana pa tâm biết tất tha tu qua chăng na pha sa ti danh chất tật tha của tôi qua chân cha na tí phu tăng tất chăng là lát tha say thì tăng sa cho bây sang bây giờ mà na ba tật ra ca lanh du tật tha của tôi hồ tiếp tác sa qua cha cho bây giờ cầm lại chứ tăng kết sa hệ tu a thi kuma ra chất kuma ra tật tha tật tác sa sát tê xúc anu tâm ba thi bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc cái bài dạy ở đây và bây giờ thỉnh thượng tọa giúp đỡ trở lại điều học nội môn của thầy. Sa thú kích thích thì tập tuyệt sư kích thích thì tập tuyệt sư đi. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục với bài học ngày hôm nay. Có lẽ là chúng ta sẽ thử để quý vị làm một vài cái bài tập. Dạ, một vài bài tập ở trong phần phản ứng này. Nhưng mà trước khi quý vị làm bài tập thì xin được thỉnh thượng tọa Lệ Quyền, không biết thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa đang có mặt ở trước máy thượng tọa hoan nghỉ chia sẻ một vài suy nghĩ ở trong đoạn kinh mà chúng ta vừa học ngày hôm nay. Nhà sư Thích Trân Quyền, ở trong đoạn kinh này Đức Phật Ngài đề cập đến trường hợp nào Ngài và trường hợp nào Ngài không nói. Nhưng mà khi mà Ngài đề cập đến trường hợp Ngài nói thì cho dù điều đó là điều đúng của sự thật, cho dù điều liên hệ đến giải thoát, người nghe ưa thích thì không ưa thích, thì Ngài cũng biết cách tùy. Ở đây trong thứ phạm gọi là Ca-nhu là tí thời, biết thời. Tại sao nói pháp mà phải đúng thời? Xin Thư Độ Hoan Hỷ chia sẻ về điểm này kinh thêm thứ đó. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Khai Ya, giờ thời chúng được nghe rõ. Dạ, cảm ơn cùng chúng. Chúng con kính lệnh Đức Phật đến nhất và chúng tăng kính lệ đến thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Thân, Tần Minh Hạnh, lần này Đức Phật kính lệ được tùy tri cùng sư tăng đang hiện diện. Kính chào sư Nguyên Thông, kính chào quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, có thể nói rằng là nếu mà nói đúng thời thì có thể nói rằng đây là một việc mà có thể nói là
hết sức là khoa học, hết sức là tuyệt vời, hết sức là đúng đắn mà Đức Bổn Sư của chúng ta cũng đã dạy những người đệ tử phải như thế. Có một lần có một vị tỳ kheo đến để vấn an Đức Phật, và bây giờ đó là nó vừa chư tăng vừa thọ thực xong, vị ấy đến để vấn an và bạch Phật, thỉnh xin Phật giảng dạy. Thì Đức Phật này đó các thầy tỳ kheo xem những thức ăn còn đem lên cho vị đó thọ thực. Sau khi thọ thực xong thì Đức Phật này mới giảng thuyết. Bởi vì sao? Một người đói bụng quá thì tâm con cũng không có được, không có được minh mẫn. Một người buồn ngủ quá cũng không được. Rồi một người coi như là lơ đễnh quá cũng không được. Mình xin lỗi, một người đói bụng quá, một người mệt quá, đói bụng mà nó mệt mỏi, hay là một người coi như là chúng ta thấy một người coi như là người ta bệnh hoạn, ốm đau, vân vân, thì những lúc đó phải tùy theo hoàn cảnh mà Đức Phật này chuyển quá. Đặc biệt tức là đang khi đói hoặc là ngủ sao mà nghe, ở cuối cùng thì không nghe, phải trấn tĩnh. Thì có một tích truyện, tức là một vị tỳ kheo đến và Đức Phật này đã làm như vậy. Thì chúng ta thấy nhiều lần Ngài A Nan gặng hỏi Đức Phật về một số việc, nhưng không đúng thời Đức Phật này cũng nói. Nói ở đây chúng ta thấy rằng cái bậc độ sư của chúng ta rất là chuyên thời. Lúc nào là thuyết giáo chúng tăng, lúc nào là đi khất thực, lúc nào là trả lời cho chư thiên, đều được Ngài tường tri một cách rõ ràng và đặt một cái thời gian nó một cách cố định, và một cách vừa cố định mà cũng là nhân duyên được uyển chuyển. Thì chúng ta thấy bởi vì cho nên gọi là đó chính gọi là tha là tốt không? Đến Như Lai thì có thể nói rằng là chúng ta rất là may mắn phước lành. Đức Phật ngày dạy cũng gì nó ca lê nó tham mái sầu năng ê tăng măng của tầm ăn, nói pháp nó đúng thời thì mới mang lại cái hạnh phúc kiết tường. Mà trong kinh Mô Cánh Số Tát Đức Phật ngày đã giải như vậy, thì đã nghe nó giải như vậy thì ngài sẽ thực hiện như thế đó. Chúng ta thấy đặc biệt chưa đến thời Đức Phật ngày không nói, chưa đến lúc ngài không nói. Và có những việc nói ra mà chúng sinh dù cái đó là chưa đúng sự thật. Thí dụ bây giờ nói về nhân sinh quan, vũ trụ quan, Đức Phật ngài biết nhưng ngài không nói. Khi mà có những vị tỳ kheo hỏi ngài không nói, nhưng có một lúc thỉnh thoảng những chi đề nào nói xuyên qua về nhân quan, về nhân sinh và vũ trụ thì Đức Phật ngài cũng giải thích để bổ túc một chút ít về cái suy nghĩ, cái hoài nghi, cái thắc mắc của chúng đệ tử. Và như thế thôi, chứ còn phải là để đưa đến một cách tức là tận cùng. Tuy ngài hiểu, tuy ngài biết, nhưng nói như vậy không có đủ thời gian cho người đệ tử suy xét, mà không có đủ cái trí để mà quán như vậy. Thì chúng ta thấy Đức Phật ngài tri độ, tri thời, tri nhân, tri quả hàng đầu, và truyền trao lại cái giá trị đó như thế đó. Rồi còn dân gian chúng ta thấy á, muốn nói thì chúng ta nói, không có biết lúc coi như là vui là nói, rồi buồn nói, vân vân, tất cả là những cái tình huống đó nó không kiểm soát. Mà Đức Phật này dạy, chỉ dạy chúng ta đó, nó phải đúng thời, nó phải đúng lúc. Thí dụ như chẳng hạn chúng ta thấy Đức Phật này chỉ dạy mỗi nửa tháng các thầy tỳ kheo phải cu hội lại với nhau để thì Bồ Tát, mà Bồ Tát phải là giờ vừa một chút xíu, chứ không Bồ Tát quá sớm. Bồ Tát tức là sau khi mặt trời lặn là Bồ Tát, là biết cái thời gian đó không còn một người nào khác để đến. Chúng ta thấy trên cái thần luật pháp, Đức Phật luật mình cũng dạy như vậy về cái thời gian. Có những pháp mà suốt đời các thầy tỳ kheo có những giới luật phải mang theo, phải giữ gìn theo, như rồi có những cái giới, có những cái học giới thọ trì theo, nó mang tính thời gian biểu quyết. Bây giờ thí dụ như là giờ này, thí dụ bây giờ hôm nay là ngày 15, ngày 30 mà chúng ta làm buổi sáng, thì chiều nay có một vị tỳ kheo tới thì như thế nào đây? Tới nơi chùa, tới nơi tịnh xá, tới nơi cái thiền viện thì sao đây? Chẳng lẽ phải cử hành lại một cái tăng sự nữa? Thì vì vậy cho nên sau khi giờ chiều giờ tối chúng ta không còn cái vị tỳ kheo nữa, tới nơi rồi
thì ngay khi đó thì chúng tôi ví dụ như vậy để nói lên cái gì, vừa cái sự thực hành Phật pháp cũng vậy, và Đức Phật ngày dạy các thầy tỳ kheo trong cái thời gian biết được là cái thời gian nào nên nghỉ ngủ, thời gian nào nên thức và thời gian nào làm việc gì, nếu chúng ta học kỹ một chút xíu thì chúng ta thấy đều là một cái sự cách đặt một cách đầy đủ về cái ăn, cái uống, cái mặc của cái thời gian buổi sáng, sớm mai, đi khất thực lúc nào và phải đi như thế nào, thời gian nó ra sao, và tất cả đều được chỉ dẫn một cách rõ ràng, cái tác phong đi đứng và cái thời gian mà chúng ta thấy và cũng như cái thời gian thọ thực, cái thời gian mà kinh hành vân vân, thì tất cả đều là học thời hết. Tại chúng ta không thực hành theo cho nên chúng ta mới cái cảm thấy nó là chúng ta không làm theo cho nên nó ngoại thời nhiều và nó phí thời nhiều. Và nói một cách sâu hơn, xa hơn về cái thời gian thì Đức Phật ngài nói phải biết cái thời gian tuổi thọ của mình nữa kìa. Ngày và đêm qua mau lẹ, cái tâm khu tasme rất tinh đi qua những cái tập tình tí. Ngài bảo chúng ta phải biết cái thời gian nó chóng qua. Thời gian lặng lẽ trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác của thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Ai đem tâm quán tưởng xả hại tử vong này, hãy từ bỏ cái lợi ứng tâm cộng thực tịnh vân vân. Thì nói về cái thời gian và thích hợp để cho chúng ta, ví dụ như Đức Phật này thấy chúng ta thấy cái và biết cái tri cái thời gian của tuổi trẻ của mình. Trẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau, còn già ủ rũ bên nào cái tâm chẳng có sinh sau chết dần. Để đến già quý vị mới đi tu thì làm sao có đủ sức khỏe, làm sao có đủ trí tuệ minh mẫn, biết tri cái thời gian của mình tu được lúc nào, cố gắng tu lúc đó. Chứ để đến già rồi niệm Phật mồ hoang lắm, kẻ mái đổ xanh, đó là như thế. Cho nên vừa cái nói pháp và cái hành pháp và luôn luôn Đức Phật ngày thúc đẩy và chỉ dạy cho người đệ tử cho nó hợp thời, cho nó đúng lúc, cho nó thật sự tốt đẹp để mang lại cho lợi lạc cho chính mình cũng như là cho tha nhân. Dạ, đây chính là cái ý kiến của con qua cái câu thảo luận của tưởng gọi là như vậy. Nếu có gì cũng chúc thì cũng thỉnh ngài Nam Mô của tha. Dạ. Sa thủ cái kinh thứ đó tự quyền. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta thử làm một bài đọc, chứ là một câu trách nhiệm. Ngày hôm nay chúng ta thử làm bài câu trách nhiệm, thử coi quý vị có thể làm bài này quen được không? Nếu làm được thì chúng tôi sẽ đề nghị chúng tôi xin mỗi ngày cho quý Phật tử có một số bài đọc. Câu trách nhiệm số 1 là chuyển dịch câu tiếng Việt sang Pali. Câu chuyển dịch tiếng Việt sang Pali câu Đức Như Lai biết. Dạ, dạ Đức Như Lai biết. Thì quý vị là bỏ thì câu chuyển dịch tiếng sang câu Bali, sang Bali câu Đức Như Lai biết. Okay. Với sự lựa chọn một trong bốn câu để liền vào chỗ trống. Chúng ta có câu là Tathagato. Yeah, thì chúng ta lựa A, A, B, C, D. Tathagato Chanavi, Tathagato Chanasi, Tathagato Chanati, Tathagato Chanatha. Mời quý vị lựa và Siêu Nguyên Thông ơi, Siêu Nguyên Thông có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu Siêu Nguyên Thông có mặt ở trước máy, Siêu Nguyên Thông giúp cho các bạn giúp cho. Xin được hỏi Siêu Nguyên Thông có mặt ở trước máy không? Dạ, dạ thỉnh Siêu Nguyên Thông quan hệ cho đáp án và mời quý phụ tử trả lời. Dạ. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con là Nguyên Thông, con tuân lệnh sư phụ cố gắng trả lời câu trách nhiệm số 1, chuyển dịch câu tiếng Việt sang Pali câu Đức Như Lai biết, với sự lựa chọn một trong bốn câu để điền vào chỗ trống Tathagata là Đức Như Lai, rồi Chana Mí là Mí ở đây là nhà ngôi thứ nhất là tại là chúng ta,
mà chánh a xí đó là cái ngôi thứ ba của chánh a tí là mày, chánh a thá là số nhiều, cho nên con nghĩ là ở đây là chánh a xí là b sư phụ, không biết đúng hay không nhưng mà theo con suy nghĩ là như vậy, con là câu b. Chánh à mi, chánh à si, chánh à tí, chánh à thá, thì chánh à mi là nói gì tôi, thì chánh à si là mày, chánh a tí là ngôi thứ ba, thì thầy Như Lai là chánh a tí, còn chánh a thá là ngôi thứ ba số nhiều, cho nên cô nghĩ là chánh a tí tức là ngôi thứ ba đối với Như Lai. Dạ thưa con trả lời như vậy đó thưa sư phụ, sửa lại nếu mà con nói sai. Ok. Xin cảm ơn sư phụ thông. Thưa quý vị, câu của chúng ta là câu C. Chana tí, tí tức là ngôi thứ ba số ít, ngôi thứ ba là vị ấy, ở đây chỉ vị ấy đi chờ Đức Như Lai là tha cái thù, và là chung kết, chana tí là thứ ba. Bây giờ chúng ta sẽ làm cho một câu nữa, nếu câu này mà không xong thì chúng ta sẽ đổi cái khác. Thánh Đại Đức Pháp Tấn, với Đại Đức Pháp Tấn có mặt ở trước máy không? Nếu để chúng ta tính có mặt thì xin tính đi tính và ghi cho đáp án câu số 2. Không biết để chúng ta tính có mặt phải trước máy không? Trường tọa tư quyền ấy, trường tọa có mặt không? Đến trường tọa tư quyền nghe, tính trường tọa hoan nghị cho đáp án câu câu số đặc điểm số 2. Thì một lần nữa xin hỏi trường tọa tư quyền, trường tọa có mặt trước máy không? Dạ. Dạ, đại diện pháp tính của không có mặt, rồi sự tự tự quyền cũng không có mặt. Bây giờ chúng ta đã có tự tự quyền, dạ cảm ơn tự tự quyền. Dạ, xin thỉnh tự tự quyền cho đáp án câu trách nhiệm số 2. Mình chuyển dịch câu tiếng Việt sang Bali câu Đức Như Lai nói. Dạ, với sự lựa chọn một trong bốn câu để điền vào chỗ trống. A. Tathagato Phasati. B. Là Phasanti. C là Phasama, Phasami và D là Phasatha. Yeah. Mời quý vị trả lời và kính thỉnh tổ tư quyền hoan nghị cho đáp án. Nam mô Bổn Thầy Giá. Dạ, kính mời chư tăng kính thưa tổ tư quý vị. Câu hỏi trách nhiệm Bali, Đức Như Lai nói với sự lựa chọn trong bốn câu để điền vào chỗ trống: Tathagato, A Phasati, Phasanti, Phasami, Phasatha. Bây giờ thì trà khúc là A, Phúc Lan là A, Thanh Thị là A, Đức Nguyên Thông là Phá Sa Tý và Quan Thạnh 2019 là câu A, Từ Bi là câu A. Dạ, đây là cái chủ từ Tathagato. Tathagato và Phá Sa Tý ở đây cũng như là chúng ta nói Đức Như Lai. Đây là cách thứ ba mà số ít để cùng một mình Phật, cho nên mà số ít tức là
Phasati là số ít của động từ mà chúng ta vừa học, tức là động từ hiện tại, thì hiện tại quá khứ. Tức là nói rằng Đức Phật thuyết pháp được chữ Phasati, còn Phasanti tức là số nhiều, và Phasami tức là chia theo theo chủ theo theo ngôi thứ nhất. À, dạ. Vậy cho nên vì vậy xác định là Phasatha thì đây tức là Ami Amma Ajade. Phasatha là cách thứ hai ở trong cái ngôi thứ hai của trong ba cách của Bali, ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba. Thì chúng ta nói Đức Phật thì chính là ngài ngôi thứ ba mà chia theo số ít, cho nên chúng ta phải chia là Phasati là câu A là đáp án. Dạ, thì con đã xác định rõ ràng như vậy và chúc mừng quý vị. Đáp án là câu A. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng thỉnh thượng tọa quay trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có nhận được mấy sách vừa thì siêu sư nói cái cách học trắc nghiệm này không êm rồi. Chúng tôi cũng chưa nghĩ cách nào để giúp quý vị làm bài đọc được. Và thật ra thì học chứng phản mà không có làm bài đọc thì chắc là lâu lắm cho chúng ta mới có tiếng một. Và chúng tôi nghĩ rằng học mà lựa chữ đi liền vào chỗ trống là cái dễ nhất. Giống hồi xưa chúng ta đi học tiếng Anh cũng vậy, học mà có sẵn chữ rồi biết được là dễ nhất. Mà cách dễ nhất mà không được thì từ đầu hàng. Để chúng tôi sẽ nghĩ cách khác. Dạ, để chúng tôi sẽ nghĩ cách khác. Nhưng mà mình đang học ở trong PowerTalk rồi online thì phải nghĩ cách để mà học. Nếu biết là học những cái này mà nếu về lâu về dài đó mà chúng ta không có nghĩ cách để mình giảng trên mình làm bài đọc thì thật ra học ngôn ngữ về nghe thì vẫn cái siêu giảng ngoài thì nó hơi khó. Dạ, nó hơi khó. Bây giờ thì chúng tôi xin để thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền Khoan Hỷ trở lại. Giờ thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền Hỷ đọc thượng tọa đọc cho ba lần đoạn kinh văn ngày hôm nay. Mỗi một đoạn thì có sáu câu. Dạ, có sáu. Chúng ta hôm nay chúng ta có sáu câu thượng tọa Hỷ đọc cho phần Việt, phần Bali, cái phần Bali, phần Việt, phần Việt Bali, phần Bali, phần Việt. Sáu câu như vậy rồi sẽ trở lại nói trên ý nghĩa của bài này. Thật ra thì đoạn này bài kinh nghiệm hôm nay có nhiều điểm rất là quan trọng và rất là quan trọng. Xin thỉnh sư tổ Khoan Hỷ đọc cho đoạn kinh Trích Từ và kinh Phương Bồ Quý Phương Tự ngày hôm nay đọc kinh Bali sang cả. Rajakumara yang tathagato vachang chanati aphutang atacchang anathasanghitang anathasanghitang sacha paresang apiya apanapa natang tathagato vachang phasati. Này Phương Tử, lời nói nào Như Lai biết không như thật, không như chân, không tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến người khác không ưa, không thích thời Như Lai không nói lời ấy. Yam bitatha gato vachang chana tipu tang tacchang anathasanhitang sacchapare sang apiya amanaba tam bitatha gato vachang napasati. Lời nói nào Như Lai biết là như thật, như chân,
không tương ứng với mục đích lời nói đó. Lời nói ấy khiến người khác không ưa, không thích Như Lai không nói lời đó. Danh cha khô tật tha gà tô hoa chăng cha na thi phu tăng tách chăng át tha sang thì tăng sa cha bà răng áp bìa amana ba tát đắc tát đắc can ca lành nhu can lành nhu tất tha gà tô hô tát sa hoa cha ya quay ya karana ya. Và lời nói nào Như Lai biết là như vậy, như chân tương ứng với mục đích lời nói ấy khiến người khác không ưa, không thích Như Lai. Ở đây biết thời giải thích lời nói đó. Giờ nói ấy, văn tát tha gà tô hoa chăng cha na tỷ tạ phu tăng hà tách chăng hà nát tha san thì tăng hay sa cha pa re sang pi giác mắt mà pi giác mắt na ba nát tăng tát tha gà tô hoa chăng pha sa tí. Lời nói nào Như Lai biết không là như thật, không như chân, không như thật của mục đích và lời nói ấy khiến như người khác không ưa thích Như Lai không nói. Dâm vi tật tha gà tô qua chăng cha na thị phu tăng tách chăng anát thà san thị tăng sa cha pa răng vi ya ma ma na ba tâm hi tật tha gà tô qua chăng na pa sa tí. Lời nói nào Như Lai biết là như thật như chân, không tương ứng với mục đích và lời nói ấy khiến người khác ưa và thích Như Lai không nói lời ấy. Danh cha tật tha gà tô hoa chăng cha na tí phu tăng tách chăng ạt lách a a thách am tách chăng ạt tha sang hị tăng sa pa rê sang bi ya ma na ba tát ra ca lanh nhu tất tha gà tô hô tít tát sa hoa cha ya quay ya ca ra na tăng kết sa hê tú át thế ra cha cụ ma ra tất tha gà tá sa sắp tê su át tâm ba tí. Và lời nói nào Như Lai biết là như thật như chân, tương ứng với mục đích và lời nói ấy khiến người khác không ưa thích. Ở đây Như Lai biết thời giải thích lời nói ấy vì sao vậy. Này Vương Tử, Như Lai có lòng thương đối với các bậc hữu tình. Danh chất tất tha gà tô hoa chăng cha na tỷ phu tăng tách chăng ác tha sang hỷ tăng sa cha pa re sang pi ya ma na pa ta ta can ca lanh nhu tất tha gà tô hô tí ta sa hoa cha ya quay ya ca ra na sa tăng kis kis sa hê tô ác thí cu ma ra tathagata sasatte su anukampa pi. Với lời nói nào Như Lai biết như thật như chân, tương ứng với mục đích khiến những người khác ưa và thích. Ở đây Như Lai biết thời giải thích lời nói ấy vì sao vậy. Vì này Vương Tử, vì Như Lai có lòng thương tưởng đối với các loài hữu tình. Dạ, cô kính Phụng Thánh Thượng Tọa quay trở lại. Xin kính thưa Thượng Tọa Trần Đình Quỳnh. Thưa quý Phật tử, ở đây chúng ta thấy rằng trong câu chuyện đó, một Phật tử có tên là Aphaya, mà chúng ta gọi là Hoàng tử Phú Quý, đệ tử của ngoại đạo Nigantha, được vị thầy của mình yêu cầu đến gặp Đức Phật để vấn nạn với một câu rằng có bao giờ Đức Phật nói điều gì
làm cho người khác buồn lòng không, hay là không hài lòng không? Thì nếu Đức Phật trả lời rằng có, thì nói rằng nếu Ngài là người tu mà Ngài nói lòng một lời nói làm cho người khác không buồn lòng thì Ngài cũng như người không, không phun thích, đâu có chuyện gì mà đặc biệt, đâu có chuyện gì đáng nói. Và nếu Đức Phật trả lời là không, thì ông nói rằng có khi Đức Phật Ngài nói về làm ác phải sanh một cõi khổ, ví dụ như trường hợp bệnh đụng của Đề Bà Đạt Đa chẳng hạn, thì làm cho cái người nghe buồn khi mà Đức Phật Ngài nói về cảnh giới tái sanh đau khổ trong tương lai của mình. Đức Phật trước khi Ngài trả lời đó thì Ngài cũng nói với A Phi Giác là Ngài biết là đó là một cái câu hỏi mà nó có nặng. Dạ, câu hỏi có nặng tức là câu hỏi đó đó là một câu hỏi vấn nặng, nhưng mà Ngài vẫn trả lời. Ngài ở đây Ngài đưa lên 6 trường hợp với 3 cái tiêu chí. Thứ nhất đó là lời nói đó là lời nói đúng với sự thật hay là hư cấu. Ở trong ở trong lịch sử Phật giáo đó, thì điều này đôi khi nó trở thành một vấn đề lớn chứ không nhỏ. Thí dụ như chúng ta có một bài kinh mà rất là nổi tiếng là kinh A Di Đà. Ở trong A Di Đà thì mô tả cảnh trên cây phương Tây Phương Cực Lạc, có chim ăn vỏ, rồi có 7 hàng cây báo, rồi có cửu phẩm liên hoa vân vân. Thì đối với những người tu gia đình Tịnh Độ Tông thì có hai cách giải thích. Một đó là nó là sự thật. Cái sự thật tức là cách 10 muôn triệu thế giới Tha Bà thuộc về hướng Tây có một cảnh giới mà Tây Phương Cực Lạc có như vậy đó. Nhưng mà đối với một người khác giải thích đó là một cách nói ví von. Dạ, cách nói ví von đó là một hư cấu. Dạ, gọi là 7 hàng cây báo tượng trưng cho cái gì đó, rồi cửu phẩm liên hoa tượng trưng cho cái gì đó vân vân. Thì đó là cách nói, gọi là cách nói hư cấu. Thì thưa quý vị, thật sự mà nói đó, thì nếu chúng ta nhìn vào trong 6 điều thì không có điều nào Đức Phật nói mà gọi là hư cấu hết. Tức là không có điều nào mà Đức Phật nói ở đây gọi là phương tiện mà nói hết. Dạ, tất cả đều là phải đúng với sự thật. Và cái chuẩn thứ hai đó là tuy rằng đúng với sự thật nhưng mà không phải điều nào cũng có mục đích giác ngộ giải thoát, cũng liên hệ đến giải thoát. Ở trong thế gian này, ví dụ như chúng ta đi vào trong trường học, người ta dạy chúng ta bao nhiêu môn học, những môn học đó về điêu khắc, về hội họa, về kiến trúc, về tâm lý học, về xã hội học, vân vân, rất nhiều thứ. Và có nhiều môn học và nó không phải là không đúng với sự thật, rất là đúng. Ví dụ như người ta dạy về sinh vật học, người ta dạy về cây cỏ, hoa lá, về động vật, thực vật, vân vân. Phần lớn những lời dạy nó rất là chính xác trên việc khoa học, nhưng mà không phải điều đó đúng sự thật, nó cũng có giá trị để giải thoát. Bởi vì sao vậy? Tại vì sự thật thì có nhiều, nhưng mà sự thật liên hệ đến giải thoát thì không có nhiều. Và cũng như một lần Đức Thế Tôn cầm ở trong tay cái nắm đá Simsapa, và Ngài đã từng nói rằng những gì mà Như Lai biết nhiều như lá trong rừng, và những gì Như Lai nói đó nó chỉ đúng như là số lá Simsapa trong tay thôi. Tại vì sao vậy? Tại vì cái bể học là mênh mông, cái kiến văn của Như Lai là cái kiến thức Như Lai là vô lượng, nhưng mà Đức Phật Ngài chỉ nói những gì thật sự có lợi ích. Chúng ta cứ tưởng tượng như vậy. Nếu mà mình ở gần một người, người đó tối ngày nói chuyện đông tây tao bắt, chuyện đời, chuyện đạo, đủ thứ chuyện hết. Chúng ta đừng nói chi chúng ta đừng nói chi chuyện tu mà bình thường mình nghe thích cũng mệt. Tại vì sao vậy? Cho dù những điều đúng sự thật nhưng mà họ nói nhiều những điều đó nó bất lợi cho mình. Thật ra trong cuộc sống đó, không phải là chúng ta nên biết tất cả mà chúng ta nên biết cái gì có lợi ích. Và ở đây chúng ta thấy một điều đó là Đức Phật Ngài dạy rất rõ,
những điều gì liên hệ đến giải thoát giác ngộ là điều Đức Phật dạy, nhưng mà những điều liên hệ đến giải thoát thì nó phải là điều đúng với sự thật, chứ không phải là điều đó là hư cấu, điều đó là do Đức Phật ngài ngài phóng tác, ngài chế tác, ngài đặt ra ngày đó, không phải. Còn một điểm nữa, đó là những cái lời nói đó có được chúng sanh thức hay không thức? Dĩ nhiên là những lời nói mà có mục đích dẫn đến giải thoát, có khi người nghe rất quan hệ, và cũng thường khi người nghe không có quan hệ. Lấy ví dụ Đức Phật dạy về vô thường, không phải lời dạy về vô thường tất cả mọi người đều thích đó, có nhiều người không thích nghe. Ví dụ như ngày cưới, lễ cưới hay là ngày khác mà mình giảng về vô thường, khổ vô ngã, có lẽ là người ta không quan hệ. Ngày đó họ thích nghe về phước báo được ở trời, nghe nói về thiên phúc thiên lạc, nghe nói về những điều may mắn. Chứ không ai thích mới Tết, gặp tới Tết gặp Chư Tăng, nghe Chư Tăng nói rằng cuộc sống là phải chịu sanh lão bệnh tử, rồi phải vô thường khổ đau vô ngã, hiểu về mới bị có đôi khi tới bị những cái lời nói đúng sự thật. Ông bà chúng ta có câu gọi là trung ngôn nghịch ngữ, hay là lời thật thì mất lòng, thắng mực tàu đau lòng lộn. Nhiều khi những cái lời nói mà nó đúng sự thật thì người ta hơi chối tay, người ta hơi khó nghe, nhưng mà những lời nói bê hoặc trung ngụ thì người ta lại thích hơn. Và ở đây thì Đức Phật đối với cái tiêu chí thứ ba đó, thì Đức Phật ngài dạy rằng ngài cũng tùy thời, từ lúc mà ngài nói phải lúc nào ngài cũng nói. Nhưng mà đặc biệt là nếu cái lời đó có liên hệ đến mục đích giác ngộ, và tất nhiên nó phải đúng với sự thật và người nghe ưa thích, thì Như Lai thường nói. Bởi vì sao? Bởi vì lòng bi mẫn đối với cuộc đời. Thưa quý vị, nói rằng ba tiêu chuẩn là có đúng với sự thật hay không đúng với sự thật, có liên hệ đến mục đích giác ngộ giải thoát hay không liên hệ mục đích giải thoát, người nghe có hoan hỷ hay là không có hoan hỷ. Nhưng mà có một điều thứ tư mà nói phụ vào là những gì mà Đức Phật dạy đó, là những gì điều đó nó phải đúng thời, nó phải tùy thời, tùy lúc, tùy chỗ nó thích hợp hay không, chứ không phải lúc nào Đức Phật cũng nhận. Và khi Đức Phật nói lên những điều này thì Vương Tử Áp Giá rất là hoan hỷ, đã quy y Tam Bảo và trở thành một người Phật tử. Thì thưa quý Phật tử, đọc vào những cái bài kinh này, chúng tôi cũng phải nói thêm là Vương Tử Áp Phá Giá là Hoàng tử của Sa Vương, và của Bình Sa Vương là một vị thánh tu đạo hồn, đệ tử Phật. Nhưng mà nếu mà chúng ta đọc kỹ ở trong kinh, nhà vua có một cái rất là đặc biệt ở trong cái việc mà hướng dẫn cho những vị ở trong quân, từ các vị hoàng hậu như là Hoàng Phi Khê Ma hay là Áp Phá Giá hay là Sivaka v.v. thì nhà vua đặt vấn đề tự giác, không phải mình là vua rồi phụ hoàng tin vào điều đó thì các con phải tin về điều đó. Áp Phá Giá lớn lên thì lại Áp Phá Giá lớn lên thì lại theo ngoại đạo đi gần thác, và đến một lúc Áp Phá Giá tìm đến Đức Phật thì nghe pháp Đức Phật và được cảm hóa. Đây là một phần đặc điểm mà chúng ta nói đến một cái tình của những người hiểu Phật pháp. Ngay cả quý vị có nghe trường hợp của thanh niên ta là con của ông Cóc Cô Độc đó. Thì thanh niên này con trai ông Cóc Cô Độc là cả nhà đều là những người Phật tử sùng tín Tam Bảo, nhưng mà Ca Lát thì coi thường Phật pháp và không bao giờ mà muốn nghe Đức Phật thuyết pháp hết. Thì ông Cóc Cô Độc không có rầy, không có la, ông chỉ khuyến khích thôi: nếu con đi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp mà con nhớ được thì con nhớ được một câu thì thưởng tiền và tiền vàng một câu. Thì thanh niên Ca Lát đã đến gặp Đức Phật để nghe pháp,
và với một sự hiếu thắng của một thanh niên rằng kỳ này về mình sẽ lấy được nhiều tiền, tại vì nghe pháp mình nhớ dễ quá mà mình thông minh. Nhưng mà hôm đó Đức Phật lại viết về ngày giảng một bài pháp rất là sâu xa, đến nỗi mà nghe thì hiểu phần nào đó nhưng mà gọi là nhớ thì không nhớ được. Và cuối cùng Thanh Niên Ca Lá phải tập trung toàn lực để lắng nghe và để cố gắng nhớ, và trong lúc tập trung toàn lực thì lại hiểu đạo, chứng quả Tu Đà Phật. Thế đây chúng ta thấy trường hợp của Vương Tử A Phá Giá và Thanh Niên Ca Lá đều lớn lên là con của những vị thánh Tu Đà Phật sùng thượng thành Phật pháp, nhưng mà cha của những vị này dù là vua Bình Sa Vương hay ông Cấp Cô Độc đều không có ép con mình. Con cha mẹ là Phật tử tin Phật thì con phải tin Phật và nhất định phải như vậy, và tạo cái điều kiện cho con cái hiểu Phật pháp. Đây là một trong những điều mà chúng ta có thể nói rằng là những hình ảnh để lại rất đẹp, tìm thấy ở trong kinh điển. Và thưa quý vị, Đức Phật là bậc giác ngộ, và khi mà mình đọc qua những Phật ngôn này thì mình hiểu rằng Đức Thế Tôn là một vị sống không có võ đoán, không có phiến diện, không có một chiều, và Ngài là vị chánh đẳng chánh giác. Chứ tuy có một cái duyên là 2 năm sống chung với những nhà sư đệ tử Ngài Chánh Cha, mà những nhà sư này đến từ các quốc gia như là Âu Châu hay là Úc hay là Hoa Kỳ, Canada, thì thưa quý vị, chúng tôi có cảm nhận được một điều từ các vị đó là khi các vị đọc vào trong kinh điển, trong tam tạng kinh điển nhất, thì các vị khởi một cái tính tâm rất là mạnh mẽ. Một người dạy như vậy thì chỉ có bậc giác ngộ mới dạy như vậy, chứ không phải là một người bình thường. Khi chúng tôi nghe các vị đã nói, chúng tôi hiểu. Và những điều đó được ghi lại ở trong kinh cả 25 thế kỷ rồi. Những lời dạy được ghi lại trong những trang kinh cổ xa xưa, nhưng mà chứa đầy cái chất minh triết, chứa đầy cái tính cách sáng suốt của một bậc giác ngộ. Con người chúng ta thì hay có một cái cách là mình chỉ thổi phồng hay là phóng đại, hoặc là mình tán tụng nhiều, nhưng mà mình không có lưu tâm, và không lưu tâm. Lấy ví dụ như là có những người mà họ biết tiểu thuyết, họ mô tả là đó là một nhân vật thông minh, nhưng mà cái hành xử và lời nói của nhân vật ở trong tiểu thuyết đó không có gì là thông minh hết, và nó không có sức thuyết phục. Có những cái viết rất là giỏi, ví dụ như cụ Nguyễn Du, khi mà cụ viết về những người đàn ông như là Kim Trọng hay là Sở Khanh hay là Thúc Sinh hay là Từ Hải, mỗi một cái nhân vật ở trong truyện Kiều nó đều qua cái lời nói, qua cư xử đó, thì nói lên được cái tính cách, cái bản chất của nhân vật. Và Kim Trọng là một người văn vẽ đó, thì nói cái gì cũng văn vẽ, và chúng ta nghe lời nói rất hay. Sở Khanh là một người lừa đảo đó, thì Sở Khanh là nói những cái lời nói mà quả thật mới nghe thì mình biết là một người giả dối. Và Thúc Sinh đó là một người miệng hùng gan sứa, thì mở miệng ra thì thấy rõ ràng người gan sứa. Từ Hải là một nhân vật hào khí gấp trời đó, thì nói ra thì có thì đúng là hào khí gấp trời. Thì thưa quý vị, cách nói như vậy là khéo, cách nói như vậy là đạt. Nhưng mà rất nhiều trường hợp mà một người đọc về sự minh triết của một bậc thánh nhân, nhưng mà đọc rồi cũng không thấy sự minh triết chỗ nào. Tuy nhiên, như chúng tôi có đề cập một vài lần đó, là một cái nhân vật mà vị này là gốc người Do Thái mà có bằng tiến sĩ triết học, đó là Ngài Vô Lý. Thì khi xuất gia đọc vào trong kinh, thì những lần chúng tôi nói chuyện với Ngài đó, thì Ngài cứ nói rằng
Thí dụ đọc kinh Thích Ca Lăng Việt, Đức Phật Ngài dạy về những gì mà cha mẹ nên làm cho con cái, vợ nên, chồng nên làm cho nhau, rồi thầy trò nên làm cho nhau, rồi bằng hữu nên làm cho nhau, rồi những người chủ và công nhân làm cho nhau, rồi thầy, rồi sao môn và cư sĩ làm cho nhau. Thì thứ gì Ngài Phú Trí Ngài nói là đọc những đầu đó thì Ngài hoàn toàn tinh thần, chỉ có Đức Phật mới dạy được như vậy. Những điều rất là gãy gọn, rất là chân xác, rất đẹp. Bản thân của Đức Phật là một vị quân vương từ bỏ ngai vàng, lẽ ra thì những cái khiết, những phương diện như vậy đó, nó là một, nó không nằm ở trong suy tưởng của Ngài, nhưng mà rồi Ngài đã nói lên một cách rất là lợi lạc cho tất cả mọi người. Thì thứ vì những đoạn kinh này cho chúng ta những soi sáng rất là quan trọng. Ví dụ như là có ai hỏi rằng Đức Phật Ngài có nói những lời mà khiến cho người khác mất lòng không? Chúng ta nói Đức Phật là Phật, làm sao Ngài nói là khác mất lòng? Không phải vậy. Dạ, câu chuyện nó phải nói một, mình phải nói một cách khúc chiết, nói một cách đàng hoàng, một cách rõ ràng cái nào là cái chuẩn mực. Và đọc những đoạn đó thì chúng ta mới thấy chính cái ánh sáng của một bậc đại giác, cái nguồn minh triết muôn thuở đó vẫn còn được ghi lại trong Tam Tạng kinh điển, và cho chúng ta những trang kinh thật sự rất là đẹp, rất là lợi ích. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Quốc Gia Đà Ma. Kính chân chư vị giảng sư đã vào trung để hỗ trợ. Kính đảnh lễ quý Ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Sa thú lành thai, con Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng trong room. Cảm ơn đạo tràng. Con Nhật Quỳnh xin thay